Xin chào các bạn. Trong nội dung video ngày hôm nay thì Thảo Dược 24h.com xin chia sẻ thông tin quan sát được khi mà shop kiểm tra kem bôi trị bỏng và vết thương ngoài da bao Fulling chính hãng. Đây là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của Trung Quốc mà nhiều người Việt Nam chúng ta khi du lịch hay mua về để dự phòng sử dụng khi mà không may bị bỏng hoặc là bị các cái vết thương ngoài da ở cái mức độ diện tích nó nhỏ, có thể tự điều trị tại nhà. Thì trước tiên mình xin chia sẻ bao Fulling có các mẫu nào để quý vị không bị băn khoăn khi mà mình search các cái hình ảnh về bao Fulling này ở trên mạng internet thì thấy có cái sự khác nhau. Hiện tại công ty có 3 mẫu đóng gói, đó là tuýp mà khối lượng 15g, lọ 60g và lọ 100g. Trong đó thì tuýp 15g và hũ 60g thì có màu chủ đạo là màu xanh, còn hũ 100g thì lại có màu khác hẳn, màu trắng là cái màu chủ đạo đối với loại hũ 100g. Thông thường trong 3 cái đơn vị đóng gói là 15, 60 và 100g này thì tuýp 15g và 60g là được sử dụng ở Việt Nam chúng ta. Hầu hết ở Việt Nam thì được bán cái tuýp 15 và 60g. Trong đó thì tuýp 60g được nhiều người dùng hơn cả, bởi vì lượng dùng vừa đủ bôi cho một đợt điều trị. Vì vậy là chúng ta thấy là mẫu này là mẫu được bày bán nhiều nhất. Còn đối với hũ 15g thì cái khối lượng kem nó khá là ít, do đó là thường chỉ dùng trường hợp vết thương bôi ngắn ngày hoặc là tiết diện rất nhỏ. Còn lại hũ 100g cái số tiền nó cũng khá là cao, trọng lượng nó nặng nên là mình thấy là ở Việt Nam thì ít bán cái mẫu bao Fulling 100g này. Về đặc điểm nhận diện kem bôi bỏng và vết thương bao Fulling chính hãng thì nó có những cái đặc điểm sau. Thứ nhất là chất liệu bao bì thì rất là đẹp, màu xanh hài hòa và các cái dòng chữ in trên hộp thì rất là sắc nét. Đặc biệt là chữ bạc là tên thuốc thì được in 3D. Vì vậy khi mà chúng ta sờ bằng tay ấy, thì chúng ta thấy nó có cảm giác hơi gồ lên một chút. Đây là cái đặc điểm về mặt cảm quan đối với bao bì sản phẩm. Tuy nhiên là chính trên bao bì sản phẩm thì cũng có lưu ý cái đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất đối với kem bôi bao Fulling chính hãng, đó là cái mã số bảo vệ được in ở tem dán trên nắp hộp. Để kiểm tra sản phẩm có chính hãng hay không thì chúng ta sẽ quét cái khu vực có cái mã QRC ở cái tem hình chữ nhật dán trên nắp hộp thì chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin. Tuy nhiên là các bạn lưu ý là một phần của tem QRC này được phủ một lớp bạc. Vì vậy, nếu bạn quét ngay thì sẽ không quét được và sẽ không thấy xuất hiện bất cứ thông tin nào. Khi mà bạn cào lớp bạc thì mã QRC sẽ được hiện lên đầy đủ. Và khi bạn quét mã QRC này thì chờ một lúc sẽ hiện ra website của công ty. Các bạn lưu ý một chút là bởi vì link chuyển hướng thì sang website của công ty ở bên Trung Quốc nên là thời gian có thể loát hơi lâu một chút, thì các bạn chờ có thể loát và truy cập được vào website của công ty. Một điểm thú vị đấy là công ty quản lý sản phẩm rất là tốt để mã số này theo cái chủ cảm quan và cái suy nghĩ chủ quan của mình thì nó gần như là không thể bị làm giả. Bởi vì là khi mà mình quét mã vạch lần đầu tiên thì sẽ hiện ra cái giao diện như sau. Và trên giao diện này thì thông báo rất là rõ ràng, đó là điều bạn đang thắc mắc đây có phải là sản phẩm chính hãng của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Yên Đài Bảo Fulling hay không? Chất lượng hàng đảm bảo, bạn yên tâm mua hàng nhé. Như vậy là khi mà các bạn quét mã vạch lần đầu tiên đối với hàng chính hãng thì giao diện sẽ hiện ra và khẳng định đây là sản phẩm có chất lượng đảm bảo và bạn yên tâm mua hàng. Tiếp theo ở dưới cái dòng khẳng định về tính chất chính hãng sản phẩm thì có các cái nội dung thông tin giới thiệu tiếp mà các bạn có thể truy cập để quan tâm đến các cái mẫu của sản phẩm, các cái thành phần của sản phẩm bao kem bôi bỏng bao Fulling mà công ty cung cấp ở trên website. Tuy nhiên điều thú vị đó là khi mà shop mình thử cùng cái mã QR trên cái tem đó và quét lần 2 thì giao diện hiện ra sẽ khác hẳn luôn đó. Ở lần 2 này thì khi mà chúng ta truy vấn thì sẽ hiện ra là mã chống hàng giả hiện tại đã được truy vấn 2 lần. Và lần truy vấn đầu tiên là vào ngày 12 tháng 10 năm 2023.
Nếu đây không phải là lần truy cập đầu tiên của bạn, hãy cẩn thận. Như vậy là truy cập lần thứ hai thì chúng ta thấy là cái giao diện hiện ra đã khác hẳn với truy cập lần đầu rồi. Và đây là cái sự thay đổi này làm cho cái việc quản lý cái mã số chống hàng giả của công ty rất là tốt và khiến cho nó khó bị làm giả. Và shop tiếp tục thử quét mã QRC lần 3, QRC lần 4. Và ví dụ mình quét lần 4 đây thì hiện lên giao diện và nội dung giao diện là mã chống hàng giả hiện tại được truy vấn 4 lần và có thể bị nghi ngờ là hàng giả. Vui lòng thận trọng trong khi sử dụng. Như vậy là có thể thấy công ty quản lý rất chặt chẽ việc tra cứu hàng chính hãng. Do đó nếu một hộp thuốc bạn quét mã QRC mà nhiều lần tra cứu ý, thì hệ thống cũng sẽ trả lời kết quả số lần tra cứu và cái sự lưu tâm về việc là tra cứu nhiều này. Như vậy là shop thảo dược 24h.com đã chia sẻ thông tin khi mà quét mã QRC của kem bôi bỏng và vết thương ngoài da rất là nổi tiếng Bao Phu Linh chính hãng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.